Mùa giải mới 2022-2023 tại Premier League đã trôi qua được 29 vòng đấu. Không có gì bất ngờ với Arsenal khi họ đã thu về 72 điểm và hiện đang chiếm trệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Hẳn các fan của pháo thủ lúc này, họ đang mong mùa giải kết thúc càng sớm càng tốt. Tất nhiên những lời nói vui ấy không thể che mờ đi sự thật. Con thuyền Arsenal đang đi đúng hướng dưới sự chèo lái khéo léo bằng tài năng của huấn luyện viên Mikel Arteta. Nhìn đội bóng Bắc London thăng hoa lúc này, người ta lại bắt đầu nhớ về giai thoại khi họ thống trị cả nước Anh trong quá khứ. Và chắc chắn rằng những trang sử hào hùng về mùa giải 2003-2004, mùa giải The Invincibles của Arsenal chắc chắn là một ký ức không thể nào quên với những người yêu mến Premier League. Mùa giải năm ấy, Arsenal với chiếc cúp vàng bất bại, đơn giản là đội bóng vĩ đại nhất. Mùa 2002-2003, Arsenal chỉ giành được vị trí Á quân ở Premier League sau khi hụt hơi so với Manchester United. Tuy nhiên pháo thủ vẫn giữ được lại chiếc cúp FA với chiến thắng 1-0 trước Southampton. Bước đến mùa giải mới, các pháo thủ có phần lo lắng khi Arsenal hoạt động rất ít trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu mùa do nhu cầu tài chính hạn chế của câu lạc bộ để xây dựng sân vận động mới. Bản hợp đồng đầu tiên của đội bóng là thủ môn Jens Lehmann với mức phí 1,5 triệu bảng. Tiền đạo Jose Antonio Reyes sau đó được mua trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Rất may là Arsenal đã giữ lại tất cả những trụ cột tốt nhất của mình, cũng như thành công gia hạn hợp đồng với tiền vệ phòng ngự Patrick Vieira và tiền vệ công Robert Pires. Bên cạnh Man United và đại gia mới nổi Chelsea của tỷ phú người Nga Roman Abramovich, Arsenal được xem là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, huấn luyện viên Arsene Wenger vẫn cho rằng đội bóng đã có thể có mùa giải bất bại trên mọi đấu trường. Để làm được chiến tích mà AC Milan đã từng làm được trước đây không phải là điều bất khả thi. Nhưng tôi chẳng hiểu sao phát ngôn như vậy lại gây sốc cho tất cả mọi người. Bạn có từng nghĩ rằng liệu Manchester United, Liverpool hay Chelsea không mơ ước như vậy? Chắc chắn là họ có. Họ chỉ không dám nói ra điều đó vì nghĩ điều đó viển vông. Nhưng thực sự chẳng có gì viển vông cả bởi chúng ta biết rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá. Sau khi về nhì ở mùa 2002-2003 sau Manchester United, một vài cầu thủ tin rằng câu chuyện về một mùa giải bất bại đã tạo ra quá nhiều áp lực. Do vậy Wenger đã đặt mục tiêu lấy lại chức vô địch. Nhưng ít ai ngờ mục tiêu ấy của giáo sư lại đi vào những trang sử hiểm hách nhất tại Premier League. Tất nhiên chẳng có điều gì vĩ đại lại không có những khởi đầu gian nan. Arsenal trải qua những vòng đấu đầu tiên trong sự nghi ngờ của tất cả. Pháo thủ khai màn bằng trận đấu tưởng chừng như thảm họa ở Highbury với Everton. Son Campbell nhận thẻ đỏ chỉ sau 25 phút bóng lăn. Suýt chút nữa mùa giải bất bại của Arsenal đã bắt đầu bằng một thất bại. May sao những người Pháp là Henry và Pires đã cứu rỗi pháo thủ bằng chiến thắng chật vật 2-1. Thế nhưng càng thi đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Arsene Wenger càng tiến bộ hơn. Sau 4 trận đấu, Arsenal đã leo lên đầu bảng. Đặc biệt hơn cả trong số đó, có trận đấu với MU, sau này được mệnh danh là Best Old of Old Trafford mới là nút thắt của mùa giải bất bại. Ngày 21 tháng 9 năm 2003, Arsenal hành quân đến sân của đại kình địch Man United. Nhà đương kim vô địch chào đón vị khách vùng Bắc London bằng những gì tồi tệ nhất có thể. Ở Old Trafford, những biểu ngữ như Welcome to Hell, chào mừng đến với địa ngục răng lên như báo hiệu cho 90 phút tận cùng thống khổ. MU đã làm tất cả những gì có thể để cắt đứt chuỗi bất bại của Arsenal ngay từ vòng 6. Thậm chí bằng những trò quỷ quyệt, đội trưởng Patrick Vieira dễ dàng sập bẫy khiến Arsenal chơi thiếu người trong 10 phút cuối. Và đến những phút cuối cùng, MU còn được hưởng một quả penalty. Nếu Van Nistelrooy thực hiện thành công quả 11m, không những Arsenal đứt mạch bất bại ở vòng 6, mà cục diện cuộc đua còn có thể rất khác. Nhưng sau một chút tiểu xảo của thủ thành Lehmann, Van Gogh đã đưa bóng đi trúng xà ngang rồi bật ngược ra. Toure, Laurent, Ashley câu vây lấy tiền đạo của MU để tấn công. Khủng bố tinh thần. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Arsenal vượt qua khúc cua định mệnh với kết quả hòa không đều. Những gì xảy ra sau đó cho đến hôm nay đã đi vào huyền thoại của lịch sử bóng đá thế giới. Arsenal ngày càng mạnh mẽ hơn sau đó, khi niềm tin trở nên vững vàng. Kết quả cũng vì thế mà ngày càng ấn tượng. Họ đè bẹp Leeds United với tỷ số 4-1 tại sân Elland Road và nghiền nát Inter Milan với tỷ số 5-1 tại San Siro. Vào ngày thứ bảy tốt lành năm 2004, Arsenal gặp Liverpool tại Highbury. Ở đó Thierry Henry hóa siêu nhân với cú hat-trick, kết hợp với bàn thắng của Robert Pires đem về thắng lợi 4-1 trước lữ đoàn đỏ. Sau trận đấu đó, Arsenal còn 7 trận, họ hòa 4 và thắng 3. Họ nâng chiếc cúp vô địch trên sân nhà của đại kình địch lớn nhất là Tottenham Hotspur. Quả là một chiến công hiểm hách vừa ngọt ngào mà các fan Arsenal thời điểm ấy hẳn là sống trong những giấc mơ có thực. Đó là mùa giải mà Arsene Wenger cùng các học trò hội tụ đầy đủ tốc độ, sức mạnh, kinh nghiệm và sức trẻ, tinh thần trong phòng thay đồ giúp họ có sự quyết tâm khó tin. Pháo thủ chắc chắn trong phòng ngự, sáng tạo ở giữa sân và sở hữu sát thủ đáng sợ nhất thế giới. Mùa giải đó, Thierry Henry đơn giản là không thể ngăn cản với 30 bàn thắng cùng danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải. Arsenal thời điểm ấy quá bá đạo và giáo sư Arsene Wenger tin rằng những kẻ bất bại mùa bóng 2003-2004 là tập thể hay nhất ông từng dẫn dắt. Sau này ông chia sẻ lại, câu trả lời dễ dàng nhất là năm 2004 vì chúng tôi là đội duy nhất giành được chức vô địch mà không thua trận nào.
Nhưng mùa giải tuyệt nhất không cần phải nằm trong số những mùa khó khăn nhất. Những mùa giải khó khăn ví dụ như năm 2013 là lúc chúng tôi không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào, và đôi khi công việc của huấn luyện viên trở nên khó khăn hơn trong những năm đội thi đấu không tốt. Nhưng đội bóng hay nhất chắc chắn là năm 2004. Quan điểm đó được ủng hộ bởi những thành viên của những kẻ bất bại, những người góp mặt trong đội hình vô địch các năm trước. Dennis Bergkamp nói: "Tôi cho rằng đội hình hay nhất chính là chúng tôi khi ấy. Có những trận tôi có cảm giác rằng trận đấu nào chúng tôi cũng sẽ đều thắng 3-0 hoặc 4-0 hôm nay, mà không phải cố gắng gì cả. 26 trận thắng, 12 trận hòa, 73 bàn thắng, 26 bàn bại, và đặc biệt là không thua bất kỳ trận nào. Arsenal quả là vô đối ở mùa giải đó. Họ mang về phòng truyền thống chiếc cúp vàng, chiếc cúp duy nhất trong lịch sử được đúc để dành cho đội bất bại. Mà Arsenal đơn giản là đội bóng vĩ đại nhất trong số những đội bóng vĩ đại. Họ đã biến nỗi thất vọng của năm 2003 thành động lực, xây dựng đội bóng trên nền tảng của đội hình giành cú đúp năm 2002. Ở đó, Arsene Wenger đã thể hiện tài cầm quân hơn người của mình. Jens Lehmann chỉ tiêu tốn của Arsenal 1,5 triệu bảng, nhưng anh là người gác đền số 1 ở 4 mùa giải liên tiếp. Trong mùa giải 2003-2004 bất bại của Arsenal, Lehmann bất chính 38 trận. Kolo Touré là một trong những cầu thủ thô thiển nhất trong đội hình bất bại của Wenger. Trong ngày thử việc, Kolo Touré tốn ngã tất cả đồng đội và khiến cả giáo sư phải rời sân trên cáng. Với tính cách ngổ ngáo đó, ban đầu Touré được xếp đá tiền vệ phòng ngự và hậu vệ cánh phải. Nhưng đến mùa 2003, Arsene Wenger lại muốn anh đá trung vệ cùng Son Campbell. Câu chuyện sau đó thì ai cũng biết, Kolo Touré và Son Campbell trở thành bức tường thép giúp Arsenal bất bại. Bên cạnh đó, Arsenal cũng có một tôn chỉ. Wenger khẳng định ông luôn duy trì mối quan hệ thân thiết nhất với các cầu thủ, nhưng mọi thứ chỉ trên phương diện công việc. Huấn luyện viên là cộng sự, là sếp của cầu thủ chứ không được phép kết bạn với họ. Theo Wenger, nếu huấn luyện viên coi cầu thủ là một người bạn, họ sẽ không có đủ dũng khí để đưa ra những quyết định khó khăn như để cầu thủ đó ngồi dự bị hay bán tháo anh ta. Ở thời điểm hiện tại, dù mỗi mùa giải chúng ta đều tìm được nhà vô địch, song ở một giải đấu có 38 trận đấu căn não, tỷ lệ vấp ngã một trong số đó là rất cao, đặc biệt là khi bóng đá hiện đại rất khắc nghiệt. Ấy vậy mà Arsenal mùa giải năm ấy vẫn hiên ngang bất bại. Chúng ta đều biết rằng Chelsea, MU hay Man City về sau đều có lúc thống trị giải đấu, nhưng họ vẫn có những vấp nhỏ trên con đường đến ngôi vương. Chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể thấy được chiến tích The Invisibles của Arsenal là hiểm hách như thế nào. Như là Arsene Wenger vẫn cảm thấy một sự tự hào vô bờ về thành tựu 38 trận bất bại ở ngoại hạng Anh. Giáo sư chia sẻ, ở thời điểm bạn làm điều đó, nó trông bình thường và tự nhiên. Bây giờ, khi nhìn lại những bức ảnh và nhận thấy chất lượng của từng cầu thủ, tôi nghĩ lúc đó bạn sẽ nhận ra sự xuất chúng của đội bóng đó. Không chỉ những cầu thủ thường xuyên ra sân mà cả những người trên ghế dự bị. Điều đó chưa từng xảy ra tại ngoại hạng Anh cho đến lúc này, và tôi không thể nhớ một đội vô địch giải đấu mà không thua trận nào. Tôi rất tự hào về điều ấy vì bạn không có nhiều khả năng làm tốt hơn. Bên cạnh đó, chất lượng các cầu thủ mà tôi có thực sự đặc biệt. Dĩ nhiên không có vinh quang nào là không đánh đổi. Để có thể giành được chiến tích không tưởng này, Arsenal đã phải chấp nhận đánh đổi hy sinh ở đấu trường khác. Họ bị Middlesbrough hất cẳng ở bán kết League Cup. Tại đấu trường truyền thống FA Cup, Arsenal bị MU biến thành cựu vương sau trận bán kết nghiệt ngã. Ở Champions League, Chelsea buộc Arsenal phải dừng chân ngay ở vòng tứ kết. Mặc dù Arsenal không thành công trong việc thâu tóm các danh hiệu, sự thống trị của họ trong năm đó là một thành tựu độc nhất vô nhị. Họ đã mua lại biệt danh The Invisibles giống như thành tích của Preston North End từng giành được trong lịch sử của bóng đá Anh. Nhưng khác với chiến tích của Preston North End có được ở thuở hồng hoa của bóng đá, thời điểm mà giải đấu chỉ có 22 trận, ở mùa giải bất bại của Arsenal rõ ràng là vinh quang hơn rất nhiều. Chiếc cúp vàng Premier League khi mùa giải kết thúc mà họ vẫn bất bại 49 trận, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Trong năm 2012, đội hình của Arsenal 2003-2004 đã thắng giải đội hình tiêu biểu nhất trong lễ trao giải Premier League tròn 20 năm. Tiếc thay, vinh quang chói lọi ấy cũng là lần cuối cùng Arsenal được bước lên ngai vàng của nước Anh. Để rồi sau 18 năm, pháo thủ vẫn đang loay hoay với những ánh hào quang xưa cũ. Mùa giải năm nay, Arsenal đã có những bước tiến mạnh mẽ so với thành tích bết bắt mùa trước. Thầy trò Mikel Arteta đang chấn trệ trên ngôi đầu với chuỗi màn thể hiện đầy thuyết phục. Có lẽ chẳng cần phải nói, các pháo thủ hiểu rằng Arteta chính là người kế nhiệm xứng đáng cho di sản đồ sộ mà Wenger để lại trong quá khứ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha biết duy trì truyền thống, phát triển măng non đội nhà. Bên cạnh đó, những tân binh ông mang về như Ben White, Ramsdale, Zinchenko và đặc biệt là Gabriel Jesus đều đang tỏa sáng rực rỡ. Tất nhiên giải đấu vẫn đang còn 9 trận đấu nữa. Trong bóng đá không điều gì là có thể nói trước. Nhưng với phong độ và sự ổn định hiện có, Arsenal hoàn toàn có cơ hội rất lớn giành được chức vô địch Premier League. Mục tiêu của họ là quay trở lại đấu trường Champions League, hay xa hơn là xưng bá trời Âu. Với Arsenal, đội bóng luôn mang tinh thần của những kẻ bất khả chiến bại của năm 2003-2004 thì không có gì là không thể.